Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video, phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Khương mặt vui vẻ nói, đương nhiên là có thể rồi, nhưng mà loại hợp đồng lớn này, đương nhiên phải do Ngô tổng tự mình ra mặt mới có thể biểu đạt sự coi trọng được. Chứ một nhân viên quèn như tôi cũng không có gánh vác nổi đâu. Lệ đại thiếu, ta không nghĩ tới ngài lại có thể lựa chọn chúng tôi, hay là ngài xem trước phương án này đi. Lệ Hàn Đình không thèm quan tâm những lời Ngô tổng nói ánh mắt dõi theo khương mặt và phó yến thâm lệ đại thiếu chuyện hợp tác này có chút việc nhỏ này cũng xứng tìm tôi để nói chuyện tôi sẽ phái người tới để bàn bạc gần đây trong nhà cứ hối thúc mình dẫn bạn gái về mà bản thân cô ấy chính là người được chọn tốt nhất hú chi thằng em trai láo toét kia cùng với phó yến thâm lại rất coi trọng cô ấy khương mặt nhất định phải là em mới được nhân viên công ty bắt đầu bàn tán về khương mặt nào giờ nghe nói khương mặt là thiên kim nhà giàu tôi đâu có tin mà không ngờ con nhỏ đó lợi hại thiệt á lệ đại thiếu thì không nói rồi nhưng còn vị phó tổng này tôi chỉ gặp qua ở trên kênh tin tức tài chính thôi mẹ ơi ta nói khương mặt thật sự quá trâu bò mấy người nói coi con nhỏ đó với phó tổng làm gì ở bên trong âm thanh rầm rầm trong phòng vang lên mọi người ngạc nhiên tròn xoe mắt trời ơi dữ dội vậy sao giải tán giải tán không có đứng nhìn nữa mau đi làm việc đi trong phòng khương mặt tay chống lên vách thân người cô áp sát vào phó yến thâm khung cảnh thật là lãng mạn hệ thống 555 xuất hiện ký chủ ký chủ nơi này là phòng hợp công ty khương mặt hai tay ôm mặt ngượng ngùng đại phản diện đẹp trai ngon cơm chị bị mê hoặc làm ra hành vi cầm thú thì cũng rất bình thường mà đúng không hả thí dụ như đem đại nhân vật đang mặc bộ đồ vest bảnh tỏn đè xuống bàn hội nghị này rồi hôn lấy hôn nể thấy anh ta rõ ràng là đang thở gấp mà còn bày đặt ra vẻ cấm dục rồi là kéo chiếc cà vạt ra để lộ ít hầu gợi cảm cùng tiếng thở lúc cao lúc thấp hệ thống 555 hai tay che mắt sợ hãi thôi 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 ký chủ ký chủ em là một hệ thống lành mạnh và hài hòa em tạm thời đi nấp đây thì nào hai người kết thúc thì gọi em nha khương mặt mặt áp sát phó tổng nói thâm ra không tính nói với tôi chút gì sao thí dụ như cô khương muốn nghe cái gì khương mặt tay vuốt lên mặt phó yên thâm nhẹ nhàng đáp thí dụ như mỗi lần tôi bị thương anh đều có thể phát hiện ra rồi là tại sao anh nói mỗi lần tôi bị thương sẽ làm ảnh hưởng đến anh lại thí dụ như anh giúp tôi nhiều lần như vậy nhưng thế nào đi nữa anh cũng không thấy sắc nảy lòng tham phó yên thâm bất ngờ nói vậy là cô ấy không biết về sự trao đổi cảm giác đau sao phó yên thâm tay ôm lấy eo khương mặt kéo sát lại mình anh lấy tay vuốt lên khuôn mặt đang ngỡ ngàng của khương mặt sao lại không cô rất xinh đẹp tôi tất nhiên thấy sắc nảy lòng tham nổi lên ham muốn chiếm hữu, nhốt cô lại như chim hoàng yến của tôi vậy. Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc, có được không? Thích cái lồng vàng, lồng kim cương, hay lồng ngọc bích? Khương mặt sợ hãi, mặt toát mồ hôi, tỉnh tỉnh đi, anh là đại vai ác, không phải đại biến thái đâu nha. Cô vừa nói vừa đẩy phó yến thâm ra, thâm ra, ngài cũng thật là hài hước lắm đó nha. Sao cô khương lại cho rằng tôi đang nói dẫn vậy? Lúc này khương mặt trong mắt phó yến thâm giống như một con cún con sợ hãi. Phó yến thâm cười mỉm. Về những nghi ngờ của cô, tôi thật sự cũng đang tìm kiếm nguyên nhân phó yến thâm cốc mạnh vào tay mình thì khương mặt hai mắt đẫm lệ la toáng lên vì đau cô suy nghĩ tìm đường chết rõ ràng là phó yến thâm tại sao người đau lại là tôi chứ không lẽ khương mặt nhéo vào tay mình không phản ứng không lẽ mình đã đoán sai phó yến thâm nghiêm mặt véo đủ chưa đủ rồi thì bỏ tay ra khương mặt kinh ngạc nói vậy tôi và phó yến thâm thực sự có sự trao đổi về cảm giác đau sao mà sở dĩ tôi bị thương nhưng lại không có cảm giác đau đớn là bởi vì mọi đau đớn đã được anh ta gánh hết rồi anh có biết nguyên nhân và cách khắc phục không tôi sẽ phối hợp với anh đang được điều tra cô tự mà chăm sóc tốt cho chính mình đi. Đừng để động một chút là bị thương, có phiền toái nào không thể giải quyết được thì tới tìm tôi, khương mặt ngoan ngoãn đồng ý. Được, được, cô tròn xoe mắt lên, chờ đã, tôi vốn không phải muốn ôm đùi đại phản diện. Nhưng như vậy chẳng phải là một bước vào đúng chỗ sao, khương mặt hai mắt long lanh nhìn phó yến thâm, kim bài miễn tử tới tay rồi, phó yến thâm vuốt tóc khương mặt nhẹ nhàng nói. Tôi đi trước, nếu cô không chăm sóc tốt cho bản thân, tôi cũng không ngại đem cô về bên cạnh mình đâu, khương mặt mặt ngơ ngác nhìn. Xong rồi, mau ra đây đi bảo bối ba không, hệ thống 555 ngạc nhiên hỏi, "Vậy hả? Mới có mấy phút thôi mà. Đại phản diện làm nhanh vậy sao? Đợi đã, chị khóc hả?" Hệ thống 555 nhìn thấy khóe mắt Khương mặt đỏ hoe, "Anh ta có phải là con người không vậy? Ăn xong quẹt mỏ sách đít chạy như vậy đó hả?" Khương mặt tay cầm khăn lau nước mắt, "Dù sao thì anh ta cũng có việc bận phải làm, cho nên không thể lãng phí quá nhiều thời gian cho chị được, chị hiểu mà." Hệ thống 555 giận dữ, "Mắc gì chị phải hiểu, loại đàn ông này không thể nào chấp nhận được." Em đau lòng cho chị Hà bảo bối ba không, thật ra là không có gì cả, đúng thật là không nên tin chị cái gì hết mà. Ê, đừng nói nãy giờ em đang cho rằng bọn chị mới vừa làm chuyện không đúng đắn kia nha, không ngờ em lại là cái loại hệ thống như vậy luôn á, hệ thống giận dữ nói. Im miệng, hèn chi em lại đi vào chế độ chờ, nhưng mà 8 giờ thì có cái gì đặc biệt, em không biết gì hết, em chỉ dựa trên tố chất của đại phản diện để tiến hành đánh giá thôi. Khương mặt tay chống cầm trầm tư suy nghĩ, quả nhiên không thể trong mặt mà bắt hình dong được, rõ ràng nhìn qua thì là một người rất lạnh lùng. Khương mặt đang dạo bước trên đường thì có tiếng nam nhân gọi tên cô, mặt mặt, Lệ Hàn Đình đứng trước mặt Khương Mặt, rốt cuộc em cũng đã tan làm rồi. Hiện tại có thời gian dành cho tôi không? Khương Mặt nói với hệ thống 555, đó, em thấy chưa, có đôi khi bọn đàn ông đê tiện như vậy đó. Lúc mình theo đuổi họ thì họ không quý trọng, đến khi bị người khác cướp đi rồi thì mới xoắn đít lên theo đuổi trở lại. Hệ thống nhân mặt quát Khương Mặt, chú ý nhận thiết, Khương Mặt vui vẻ nói với Lệ Hàn Đình, Lệ Thiếu, trong lòng tôi anh là số một. Chỉ cần anh cần tôi, lúc nào tôi cũng rảnh, Lệ Hàn Đình tay vuốt tóc lấy lại vẻ tự tin, tôi còn tưởng rằng em không muốn gặp tôi, thật ra cũng không phải chủ yếu là kiếm tiền quá thơm thôi, hơn nữa thâm gia cho quá nhiều, tôi quả thật không cách nào từ chối được, trời ơi, đó chính là cái đùi vàng của đại phản diện mà, đại phản diện đã cho chị cái gì, vậy là sáng nay chị cố ý đuổi em đi đúng không, đâu có, em mới bảo chị duy trì tính cách nhân vật rồi mà, hích hích, thiếu chút nữa bị phát hiện, lệ hàn đình ngạc nhiên hỏi, em thiếu tiền đến vậy à, không phải sáng nay em vừa kiếm được một khoản tiền rồi sao, không giống nhau, vì rốt cuộc, vận may cũng chỉ là số ít, không có cách thì vẫn nghèo thôi, chờ khi tôi đã tiết kiệm đủ tiền rồi, tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác là một phú bà vung tiền như rác mới được lệ hàn đình trầm tư suy nghĩ khương gia cũng coi như là đứng cuối giới nhà giàu nhưng không nghĩ tới là nghèo túng đến mức độ này ngay cả một thiên kim như cô ấy vì để duy trì thân phận mà phải vất vả làm công phó tổng cho em bao nhiêu tôi có thể cho em nhiều hơn thế nữa khương mặt ngạc nhiên anh ta muốn cho mình tiền đầu óc của nam chủ bị hỏng hà trời khương mặt đang hớn hở thì hệ thống xuất hiện nhắc nhở cô chú ý nhân thiết nguyên chủ yêu anh ta đến chết đi sống lại làm sao có thể đòi tiền cũng đúng nguyên chủ yêu lệ hàn đình như bị hạ thấp trở thành người giàu nhất thiên hạ không quan trọng bằng yêu nhau loại não yêu đương này làm sao có thể muốn tiền của người trong lòng đây khương mặt làm điệu bộ giận hờn nói đừng có nhắc lại nữa giữa chúng ta mà anh còn đề cập đến tiền là đang sỉ nhục tôi đấy lệ hàn đình lại trầm tư ngay cả khi cô ấy thiếu tiền như vậy cô ấy vẫn không sẵn sàng để mối quan hệ của chúng tôi bị xen lẫn với lợi ích sao được tôi sẽ không làm em khó xử nữa khương mặt khuôn mặt hiện lên vẻ tiếc nuối cầu xin anh tiếp tục làm tôi khó xử đi mà nhà anh muốn gặp em em đến ăn bữa cơm được không vừa nhìn là biết đó là một bữa tiệc hồng môn rồi có quỷ mới muốn đến. Khương Mạt đang suy nghĩ thì hệ thống nhắc nhở cô, nếu chị mà không đáp ứng cốt chuyện này, khả năng là hệ thống chủ sẽ trừng phạt chị lần nữa đó nha. Mặc dù không biết lần trước tại sao trừng phạt lại không có hiệu quả, nhưng sau này nhất định là thật, trừng phạt lần trước được Phó Yến Thâm gánh hết rồi, lần này mình không thể làm phiền anh ta nữa. Thôi được, tôi cũng chưa gặp qua người nhà của Lệ Thiếu mà, tôi cũng rất chờ mong á, trong bụng cô thầm nghĩ, tôi không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục đây. Tại biệt thự Lệ gia, Lệ Hàn Đình rất khương mặt về nhà ra mắt, không khí rất là căng thẳng, khương mặt thấy vậy khuôn mặt cứng đơ, biết ngay là sẽ như thế này mà